Cây này cây nu bồ công nha bạn, cây này dáng cây bay. Dáng này cây dáng cây này cũng cũng ít gặp lắm nha. Bạn nó có chốt cành sẵn luôn, rồi. Chốt chốt hậu ngay chỗ này luôn rồi. Cây này chắc lấy mặt tiền à. Bên nào cũng được, nó có cái cốt nhưng mà nó xỉa gì đây, phải nó xỉa lên ngon quá. Xỉa luôn. Nhưng mà nó có cái cậy ngay chỗ này rồi, móc lấy cái cành ngay rồi. Cây này chỗ này chắc quanh cho khoảng 30 các bạn. Như xét gốc thì lớn hơn, xét gốc chắc khoảng 35 gì đó. Nó dính rễ các bạn, nó nằm xéo. Mấy cái vàng này là nu mình lựa không à. Lựa mấy cây mà nu từ gốc tới ngọn không, nu thôi à. Nu từ cái chỗ này mọc xuống cái rễ luôn, nu thấy ghê, nu đây nè, cận gốc. Mà chiều dài cái đoạn này chắc khoảng 26 27 thôi. Rồi nu quá trời các bạn. Nu khiếp đảm luôn. Nói chung mấy cây này khoảng 4 5 tuổi các bạn, cũng là cây tơ thôi, cây dòng công nghiệp thôi nha. Đế thì nói chung cũng tương đối. Chỗ nào cũng có rễ hết, về mấy bạn xuống đất trồng lại là rễ nó ra đặc bu à. Và nuôi trong chậu cũng được, nuôi trong chậu nhưng mà trồng lắp mấy cái này lại mời mốt rễ mồi nó ra tiếp. Đục đẽo rễ đồ lại thêm các bạn. Chưa làm, nói chung mình chưa làm, mình mới chỉ cưa cái phong cây cho nó cơ bản thôi. Mà cắt rồi mình chúng chưa gọt luôn nè, chưa chắc keo luôn. Có chỗ chết rồi, có chỗ người ta thay, người ta cũng cắt sơ rồi, mình về mình cắt lại cho nó cắt sơ nuôi công nha các bạn. Lô này quá nu luôn nha các bạn. Lô này nu khủng khiếp nè, thấy không? Nu công nha các bạn.